Tại Đồng Nai, vào sáng ngày 26 tháng 8 2021, tại trụ sở văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Ban trị sự tỉnh đã làm lễ ra quân cho 35 tăng ni Phật tử, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi lễ ra quân, có sự tham dự của Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng Chư Tôn Đức, Thường trực Ban trị sự, bà Bùi Thị Bích Thúy, Phó trưởng Ban dân vận tỉnh ủy Đồng Nai, ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cùng lãnh đạo các ban ngành cũng tham dự. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Khai thay mặt Ban trị sự chia sẻ sự mất mát đau thương của thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng trước đại dịch COVID-19, Thượng tọa tán dương tất cả các tăng ni Phật tử đã góp phần phòng chống COVID-19 và khẳng định tất cả tình nguyện viên đã không sợ hãi, thể hiện lòng từ bi, xung phong vào tuyến đầu, hỗ trợ y bác sĩ, bệnh nhân COVID-19. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết, đợt này Phật giáo tỉnh có 35 tình nguyện viên là tăng ni Phật tử phát nguyện, dấn thân thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, lên đường tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng trao tặng 200 triệu đồng để hỗ trợ mua máy tạo oxy tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã có văn bản vận động tăng ni và Phật tử, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các tình nguyện viên sẽ tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 và các khu cách ly tập trung, tham gia cùng với các lực lượng truy vết sàng lọc các đối tượng F0, F1, F2 và F3 trong cộng đồng.